Rồi quý vị ơi, hôm nay là thứ sáu nha quý vị, 3 tây tháng 2 nha, cũng đăng có một combo đó thôi quý vị ơi. Sẵn tôi ké hai hai anh Zalo nữa, tôi quay combo nữa chứ giờ cũng còn có mấy cây leo que lâu lâu bán combo hay combo vậy. Cây số 1 nha quý vị, cái này 3 cây 250 bao ship toàn quốc luôn ha. Anh chị em nào mua thì vui lòng tiến tiền trước nha quý vị. Đây cây số 1 có chậu luôn rồi đó ha. Đây cây số 2 nè. Đó. Rồi đây cây số 3 nè. Rồi tổng cộng là 3 cây ha. 250. Bao luôn, phí ship luôn nha. Rồi xuống luôn quý vị ơi. Mấy cây này mua về khỏi cần bón phân nha quý vị. Hàng ngày lấy nước cơm vô gạo á, nước vô gạo á đậm đặc đó, mình tưới hàng ngày thay nước lạnh luôn nha quý vị. Ngày tưới cử, nắng nhiều tưới nhiều, nắng ít tưới ít. Khi nào mà có thấy cái chất trọng này nè, này là nó còn đang đủ nước nè, và chất trọng nó hơi khô khô á, nó gáo là nó trắng trắng là nó thiếu nước, là mình tưới cho nó miếng. Bình quân ngày cũng phải có 2-3 tiếng đồng hồ nắng nha quý vị, không có nắng là cây nó không có sống được nha. Rồi xuống luôn quý vị ơi.